Theo công an thành phố Nha Trang, chiều 6 tháng 10 chị Lê Thị Hoài đi sinh năm 1998, quê Phú Yên, đang ở nhà trọ người quen trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, thì bị người lũ ông dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ. Nạn nhân được mang theo cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đối tượng vi án được xác định là Trần Quang Vinh sinh năm 1990, trú thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận, ông chồng nạn nhân. Trước đó, Dinh vô tình gặp mặt vợ tận nơi một người bạn trên đường Đồng Nai. Tại đây hai bên xảy ra cãi giả khi Dinh truy hỏi vợ việc bỏ nhà đi không nuôi hai con nhỏ tuổi. Sau đó chị đi bỏ đi trước. Đến tối 6 tháng 10 khi chị đi đang ở phòng trọ cùng người thân trên đường Nguyễn Đình Chiểu thì Dinh cùng người bạn tên Bình đến. Tại đây hai vợ ông chồng lại cãi nhau khi chị đi đi vào nhà dọn dẹp và sắp xếp Dinh theo sau và dùng dao đấm tiếng công vào dùng cổ vợ. Nghe tiếng hét của chị đi mọi người chạy vào thì Vinh bỏ chạy. Khi anh Bình đuổi theo Vinh đã dùng dao đấm khống chế buộc anh này chạy ra quốc lộ và nhảy lên xe khách để tẩu thoát. Nhận được tin báo ngay trong đêm công an thành phố Nha Trang tổ chức khám nghiệp hiện trường và cử một đội nhóm trinh thám vào ngay Ninh Thuận để truy bắt nghi phạm. Trưa ngày 8 tháng 10 lực lượng tính năng đã bắt được Vinh khi đang trốn tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm cơ quan công an triển khai dẫn giải dinh về Nha Trang ngay tiếp nối để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Bước đầu Vinh khai nhận làm phụ xe khách tuyến Nha Trang thành phố Hồ Chí Minh nên thường hay vắng nhà. Thời gian vừa mới đây thấy vợ thường xuyên đi khỏi nhà, bỏ bê hai con nhỏ tuổi nên ngờ giật vợ ngoại tình. Dinh đã theo dõi và không thống trị mình khi nóng giận nên ra tay đâm vợ.